Tham gia ngay ngày triệu tập tấp nập quà free vào 25 tháng 6 này để tắm ngập mình trong biển quà cực khủng, cùng Hùng Cam triệu hồi đồng đội đánh bại kẻ ác ngay nào. Từ ngày 17 tháng 6, chơi ngay sách Rampage thu thập mảnh năng lượng đỏ, nâng cấp các mốc quà, nhận ngay ván cuồng phong xe mô tô Hắc Vân, Lưu Hắc Vân. Cùng ngày đó, chinh phục sự kiện tháp Rampage thu thập huy hiệu đổi ba lô Thiên Vũ, cực đẹp. Chưa hết đâu, ngày 17 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7, đăng nhập mỗi ngày nhận ngay quà ngon, đăng nhập đủ số ngày nhận ngay gậy Thiên Vũ, đi một đường quyền là hô mưa gọi gió luôn. Ngày 19 tháng 6 tham gia sự kiện săn boss hốt quà, chọn đường đúng đắn để đánh boss, cùng đồng đội nhận ngay trang phục Thiên Vũ, ba hòm sát Thiên Vũ xanh ngọc sang chảnh ngây ngất lòng người. Người thành công luôn có lối đi chung, kêu gọi bạn bè tham gia con đường đứng đắn để hốt quà liền tay nha. Ngày 25 tháng 6, chỉ cần đăng nhập vào game nhận ngay đao Hắc Vân màu tím cực sang xịn mịn. 26 tháng 6, quẩy chế độ ngày triệu tập nhất miễn phí chảo Huyền Vũ cực hiếm. Không chỉ vậy, còn hàng loạt vật phẩm mới hiệu ứng chuyển màu cực độc đáo, đủ làm bạn choáng váng chưa? Thế đã đủ xịn để cùng Hùng Cam quẩy banh sự kiện chưa nào? Tham gia ngay sự kiện ngày triệu tập 25 tháng 6 để nhận nước quà free nhá. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.